Xin chào các anh yêu thích bật lửa của Ambe vui đồ đẹp. Hôm nay Ambe xin gửi đến các anh một sản phẩm bật lửa đến từ thương hiệu Rozo với mã hàng là Z562. Các anh nhớ giúp em nhé. Mã sản phẩm là Z562 ạ. Mã sản phẩm em cũng có để bên phần góc trái của video. Các anh có thể khi gọi đến thì chỉ cần đọc đúng cái mã hàng này thì Ambe shop sẽ biết chính xác các anh đang hỏi mẫu nào nhé. Một sản phẩm đến từ thương hiệu Rozo rất nổi tiếng rồi. Với các anh chơi bật lửa với những mẫu mã bật lửa rất là đa dạng. Đấy. Sản phẩm độc lạ cũng như là giá thành của nó thì rất là bình dân, vừa túi tiền. Một bộ sản phẩm sẽ bao gồm một bộ giấy tờ của hãng Rozo như là một chiếc bật lửa. Trên tem đang là sản phẩm bật lửa Rozo Z562 với chất liệu là đồng canh nhé. Ngoài màu đồng sứ bụi này ra thì em shop còn một số màu sắc khác, thì các anh có thể liên hệ lại shop để xem màu sắc của em shop còn sẵn nhé. Một sản phẩm đang bán siêu chạy tại em shop. Em shop thì có rất nhiều sản phẩm đến từ thương hiệu Rozo, nhưng mà sản phẩm này được các anh rất là ưa chuộng. Đầu tiên là về thiết kế của nó nhìn là rất là nhỏ gọn nhé. Đây. Khoảng là hai hơi ngắn tay thôi. Chất liệu đồng thì các anh rất là thích rồi. Đồng thì chắc chắn là không bay màu rồi. Với thương hiệu Rozo được khắc ở phần bên dưới mộc đáy cũng như là mã sản phẩm. Đây. Pass. Đây. Ký hiệu của đồng. Với phần buồng đốt canh nhé, sản phẩm cũng tích hợp thêm phần buồng đốt giúp canh có thể đi gió. Đây, phần buồng đốt hai bên cơ chế đánh lửa rất là lạ. Đây các anh xem phần trục bấc cũng như là phần một thanh gài này. Một thanh gài này khi mà mình bật phần đánh đá này nhá thì nó sẽ tự động gạt phần ấy lên. Đây các anh, em sẽ đánh thử các anh xem. Đấy, nó sẽ tự động gạt lên rất là hay đúng không ạ? Đấy. Sản phẩm thì em chưa châm xăng. Đấy, các anh mua về có thể châm xăng vào sử dụng xăng đá chung phụ kiện với Zippo. Phụ kiện thì các anh cũng có thể mua trực tiếp tại Ame Shop nhé. Ame Shop thì đang có chương trình là châm xăng thay đá cho khách hàng đến tại cửa hàng. Đấy, anh nào mà gần cửa hàng Ame Shop thì có thể ghé qua châm xăng thay đá miễn phí trọn đời luôn. Để châm xăng thì các anh có thể rút phần ruột này ra. Đây, phần trong ruột thương hiệu Rozo cũng như là để châm xăng thì các anh cạy giúp em phần này. Ở đây cũng có phần một phần chiếc gioăng. Chiếc gioăng này giúp các anh giữ xăng rất là tốt nhé. Đấy, cũng như là thay đá. Thay đá thì anh vặn con vít này ra để thay đá. Đấy, phần gài rất là tiện, anh chỉ cần gạt phần chốt lên lên châm xăng trực tiếp vào đây, rất là đơn giản. Nếu anh nào mà thích cái sản phẩm này thì có thể comment số điện thoại bên dưới video này hoặc gọi trực tiếp lại cho shop qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình kênh nhé. Sẽ có nhân viên của Ame Shop gọi điện cho các anh để tư vấn cho các anh về sản phẩm cũng như là hỗ trợ các anh trong việc đặt hàng. Đấy. Cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.